Một bộ phim điện ảnh về thể loại drama gia đình đang lập nhiều kỷ lục nhất trong lịch sử của điện ảnh Việt Nam. Bố Già đã làm điều đó như thế nào? Con có thương ba không? Con ghét ba. Có tiền thân là web drama, mỗi một tập hơn 40 triệu view trên YouTube. Trấn Thành đã tự tin kết hợp cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đảng đưa Bố Già trở thành phiên bản điện ảnh với nội dung câu chuyện hoàn toàn khác. Bộ phim là sự kết hợp sản xuất giữa Trấn Thành Town, HK Film và Galaxy Studio. Câu chuyện về hai cha con Ba Sang và Quán cùng gia đình ồn ào của bốn anh chị em giàu sang phú quý xảy ra tại một xóm lao động tại Sài Gòn đã từng bước đến với khán giả trên con đường không bằng phẳng. Sự kết hợp lần thứ hai của Trấn Thành cùng nhà phát hành Galaxy Studio sau thành công kỷ lục của Cua Lại Vợ Bầu mùa Tết năm 2019, những tưởng sẽ huy hoàng tại mùa Tết năm 2021, nhưng không. Chiều 8 tháng 2, sau cuộc họp trực tuyến với chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thông qua đề nghị tạm dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, trong đó có rạp chiếu phim. Vậy là khán giả Việt Nam đã lỡ duyên với Bố Già. Với tinh thần quyết tâm chống dịch của cả nước, Việt Nam một lần nữa chiến thắng đại dịch. Trấn Thành đã quyết định mang Bố Già trở lại rạp chính thức vào ngày 12 tháng 3 năm 2021. Cuối cùng thì ngày đấy cũng đã đến. Mình đã đợi bộ phim này rất lâu rồi. Eric mong rằng là sẽ có thể được vào rạp thật là nhanh để có thể xem bộ phim này ngay. Và từ đó, một tượng đài mới dưới danh phim Việt đã đi đến những kỳ tích không thể ngờ tới, trở thành phim Việt có số suất Sneak Show cao nhất sau 18 giờ, trở thành phim điện ảnh có doanh thu Sneak Show cao thứ hai chỉ sau phim Avengers Endgame của Marvel, lập kỷ lục 30 tỷ doanh thu trong một ngày. Và liền ngay sau đó, Bố Già tiếp tục phá kỷ lục của chính mình khi đạt 34,2 tỷ doanh thu chỉ trong một ngày. Bố Già đã trở thành phim Việt có doanh thu trong ngày cao nhất mọi thời đại. Vốn nghĩ rằng khán giả e dè với rạp phim sau dịch, khán giả Việt không chuộng phim Việt như phim ngoại, Bố Già đã từng bước một phá bỏ thành kiến đó bằng một câu chuyện gia đình cảm động, lấy được sự đồng cảm của hàng triệu khán giả Việt Nam và niềm tin về chất lượng điện ảnh Việt. Một câu chuyện nguyên bản Việt, tài năng của một thế hệ diễn viên và của cả một ekip làm phim đầy nhiệt huyết. Con số 100 tỷ chỉ trong 4 ngày công chiếu, 150 tỷ sau 7 ngày, 200 tỷ vượt mặt hiện tượng kỷ lục điện ảnh Cua Lại Vợ Bầu 2019. Và lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh, con số 300 tỷ vượt mặt phim ngoại Avengers Endgame của Marvel để trở thành phim điện ảnh có doanh thu cao nhất Việt Nam. Lần đầu tiên, khán giả phải xếp hàng mua vé cho một phim điện ảnh Việt do chính người Việt sáng tạo và thực hiện. Lần đầu tiên, không những khán giả trẻ mà còn có những khán giả lớn tuổi chịu ra rạp xem phim. Lần đầu tiên, bắt gặp những khoảnh khắc các bạn trẻ thuyết phục cha mẹ mình cùng xem một bộ phim, cùng khóc, cùng mở lòng và thể hiện tình cảm với nhau. Chuyện lỗi, tôi là cha, con rồi đây, xúc động lắm thành đây. Bố Già có khả năng chạm vào trái tim của khán giả một cách trực tiếp và mạnh mẽ. Bố Già có thể chưa phải là phim điện ảnh hoàn hảo, nhưng đã thực sự trở thành một hiện tượng điện ảnh mà có thể sẽ rất lâu nữa mới có một phim Việt thứ hai làm được. Một tập thể lao động hết mình vì nghệ thuật đã góp phần mang đến niềm tin đến hàng triệu khán giả về tương lai của một nền điện ảnh Việt phát triển, đoàn kết, chú trọng tinh thần sáng tạo, tự tin, tạo nên những tác phẩm điện ảnh chỉnh chu, đầy cảm xúc.